Sau đây là kết quả xổ số Đà Lạt, Chủ nhật, ngày 16 tháng 10 năm 2022. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 8. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 9, 8. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3824 5460 8094. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4818. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 31727 54584 43572 91439 19434 89857 81536. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 64698 79500. Giải 2, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 20575. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 71890. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3 1 7 3 1 1. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 3 1 7 3 1 1.